Công tác đã phát hiện tại đây thiếu hệ thống cửa ngăn khói. À, bên mình nói chung là triển khai đầy đủ, nó hệ thống báo cháy rồi này nọ thì là nó vẫn là ổn định và ở cái mức là tốt nhất, nhưng mà còn có cái phần mình sẽ khắc phục một số cái nhỏ nữa thôi. Mình sẽ làm lại cái cửa ngay chỗ cái cầu thang từ tầng hầm đi lên, sẽ bằng chất liệu là chống cháy.